Rồi em xin chào tất cả bà con ha. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc anh em. Em với Nhi xã tiếp tục hai con này nè. Con em với Nhi tiếp tục quay cho anh em là con EG65. Ngoại hình thì nói gì đây. Ngày ơi có về mấy chục cái máy nha anh em. Anh em cũng như bà con cô bác nào mà cần thêm thông tin về máy nổ bên cửa hàng bên em, hoặc là em có lên dòng máy nào mà mình để mình tham khảo mình lựa chọn cho mình cái máy ưng ý ha, thì nhờ bà con cô bác mình vào trang tiệm sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha. Thì em bên em thông thường là 5 đến 7 ngày em xả một lần, có khi là 3 ngày, thì anh em với bà con có thể lựa chọn cho mình một cái máy ưng ý. Tiếp tục cái con này là EG65 nè, ngoại hình thì xấu quắc giống hệt em như Nhi luôn. Thì cái này nói chung là cái máy nước sơn thì nó không được đẹp, nhưng mà đặc biệt cái lốc nó đẹp, lốc đẹp mai chắc lốc đẹp nên những máy lốc này. Bộ lọc dầu zin nói chung là zin nguyên si, mà cái nút nước này nó cũng đẹp nữa, nhưng mà nó ngoại hình thì nó xấu vậy đó anh em. Nói chung là trong mình nó còn gì anh em, nói chung là giống như là mấy anh em mà giỏi mà không có được chăm sóc là nó vậy đó. Mình làm quá nó te tua, nó tơi tả ra ngoài, nhưng mà ở trong được có một cái là tốt bụng lắm rồi nè. Hôm nay là tự an ủi tự khen nhau thôi, tốt hay không tốt là anh em cũng như bà con cô bác mình nhận xét nha. Cái này nó thật sự với anh em là cái này lâu ngày rồi, bây giờ nó ế nằm lâu vậy em không biết cái gì để em giới thiệu với anh em luôn á. Bây giờ em quay cái máy này cho bà con mình nghe tiếng máy, bà con nhận xét đi. Chuyển vô đi con, một dọn cái đường tiếp chuyển ơi, ba cái đó thì anh thấy tương đối nha, có ra có lưu view anh em về vô có chạy vô đây nha. Cái dòng này thì nó rất là mạnh, EG65 bê tông nó tới 90 ly rồi nè, bê tông nó tới 90 ly. Rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn, cái này em bán cho anh em là 50.500 phí ship 500. Anh em lưu ý giùm em nha, EG65 cái này anh em vô có về chạy vô đây. Cái máy này cái lốc cực kỳ đẹp luôn nè. Cái dàn hơi thì chạy vừa nãy là khi phát máy lên em thấy nó hơi ra khói nha. Anh em chịu khói về chạy qua đây thêm. Số chi ghi của nó là 777 69, rồi số chi ghi của máy này. Còn em nhìn thấy cái mặt trước rồi này kia nó còn đẹp lắm anh em nè. Chỉ có điều là cái thời gian mà em thử cho anh em nó hơi ngắn quá. Anh em về chịu khói chạy qua đây ha. Về chạy qua đây nghe anh em. Cái này còn đắt lắm vậy. Nó không có ảnh hưởng lại cái bộ này. Cái bộ này ở lâu ngày nó khói. Em test lại cái này, nó còn cắt lắm mà. Nhờ em test lại cái này cho bà con mình đi. Bị... bà con ở xa quá. Ở đây nó không có nút ga anh em, không có nút ga bởi hơi khó. Nút ga này chưa gắn.
Cắt thôi giùm anh. Rồi anh em nào lượm được cái máy này alo em ha. Ối em lượm nha anh em ơi. Cái dòng này đặc biệt là anh em bơm nước mà cái máy phát điện nó rất là lực. Kubota thì anh em biết đó, độ bền là nó chùm. Độ bền bên đây là nó rất là bền. Cái thứ hai nữa là ít thâu dầu. Thứ ba là nó nhạy nổ. À, em sẽ gắn lại cái bông nó có 5 triệu mấy hả? 5 triệu rưỡi phí ship 500. Quá đơn giản anh em. 6 triệu mắc hơn thì 6 chục đỉnh anh em mua cái này chạy cho bò. Rồi bây giờ em lên tiếp cho anh em còn 1-2 cái máy để em xả tiếp cho anh em. Con này nó mới giữ dần luôn mà em không hiểu lý do sao nó ấy. Cái máy này mới giữ luôn. Nó xù 85. Ôi nó nặng lên em ơi. Cái này là nồi đồng có đá. Cái dòng này nó nhảy. Đỡ lâu rồi đó cho nó sáng sáng này. Mấy em, là lén chớn cái bánh dầu bánh chớn gì đó anh em hiểu không? Mặt trước thì hết cái kiến luôn. Này quá trời mới luôn. Anh em không ai mua hết trơn. Không ai mua hết trơn. Ê gì? Ê giặt móng heo luôn. Đâu rồi. Thôi em đi ngay. Chưa quay chưa thấy nó sợ súng rồi nữa đó. Cứ tự nhiên thoải mái đi mà. Thoải mái không máy sao. Máy mình mới ế mà có sao đâu. Ừ đúng rồi đó. Em cô à, cả cái nạn mà nó ấp có nó vuột cái nhau nè. Không có vuột cái đầu nó vũ luôn. Em cô anh em. Đó. Em bô bỗng có khó cái gì đâu này nhiêu đâu. Cái hàng không mở này cái bô đi không biết mà nó có chạy không biết nữa. Đi đi một em đồ luôn. Em đồ luôn á. Chưa có test lại cho anh em mình thấy bị máy này là máy nó thật sự với anh em là nó nằm lâu ế nằm lâu thẳng luôn không có dấu gì anh em chứ nằm lâu rồi ấy cái mình quay test cái máy đó nó phát lên rồi chạy quá trời ngon. Hồi nãy là lâu ngày nói chung là tụi em quay theo ngẫu hứng. Hoàn toàn không có chuẩn bị trước gì hết. Cái máy này có số series là cái này mới su 85, số series là công 0821.
Đặc biệt cái máy này em nhớ là bữa hổm là hoàn toàn không có đụng vô khóa, không chưa biết đụng gì hết trơn, về 7-8 con đi chơi, còn còn ơn ông nội này ở đây. Hôm nay ông ấy, năm nay ông ấy. Thế giống em vậy nè. Nghe giống em. Em dễ xài mà không ai chịu xài em chứ nha. Cô dầu cô bỏ màu trắng phếu hết trơn mà không biết làm sao á. Cái trên nước rất là đẹp. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Máy này hôm nay em bán cho anh em là 6.3 triệu, phí ship 450 nha anh em. Mitsu 85. Đúng rồi. Máy rất mới. Anh em nào chốt được alo giùm em nha. Rồi em lên tiếp anh em xả con NF cuối cùng. Anh NF 60 nha anh em, 60. Cái máy này bữa hổm là thay cho mấy cái gì? Thay bê tông. Thay bê tông. Đặc biệt em nói anh em này, máy này nó chắc như là nước sắt luôn. Thay bê tông. Cái máy này ngoại hình thì nó nhìn nó sơn phủ nó, nhưng mà ở trong mở ra anh em giật mình đi. Mở cái dàn đầu nhông đầu này. Anh nói anh em là nó dàn hực luôn. Tại bữa đó em vô tình là em không có quay lại được cho anh em mình nha. Mở ra anh em nhìn thấy viền luôn. Nhưng mà cái tiếng máy để bữa nay anh em nhận xét ha. Bình dầu còn trắng tươi. Còn anh có trong thì khỏi chơi anh em ơi. Anh em nào có chốt máy G65 này thì alo mẹ em nha. Em báo giá nha. Cái máy này nó chắc tới. ABS anh em nghe tiếng khác rồi nha. Bơm nước rất là giỏi. Cái máy này hồi đó giờ anh em mới xài máy nhiều không? Anh em có khi nào mà thấy cái máy này mà nó bằng lớp da thôi hả? Cái này nó bằng da. Thường thường em biết là cái máy này cái lớp ở trong mình nó bằng nhôm. Nhưng mà thằng ông nội nó bằng da. Bằng da hả? Bởi vì cái tiếng máy nó rất là nó chắc luôn. Những bên dầu anh em thấy nó gì nó trong nó mới hả? Cái điện thoại nó hết xíu quá rồi. Thử là cái bên dầu nó là nó mới cực kỳ luôn mà cái tiếng máy nó vậy đó anh em quay lại cho anh em cái nè. Không ra miếng khối luôn. Thì ngon nó có NF nè anh em, bơm nước cái là không biết mấy năm trời mà hư nó nổi. Thứ nhất là cái dòng này nó nổi tiếng lâu rồi, nó chỉ em của Buta thôi, còn nói về chất lượng thì tuyệt vời luôn. Tức là cứ quay một cái nổ nó vẹn đó anh em, là không biết sao nói luôn á. Nhưng mà đã nó chắc luôn. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Đi về tối em để cho Nhi về anh em. Cái này em bán anh em là 450 bao ship anh em. Anh em nào làm được cái này cái 10 này rủ em nha. Này cái 10 thay bê tông. Cái máy này thay bê tông vô chạy nó bốc một cái luôn. Đây, mẹ 60. Rồi. Mà anh em tin về gã nó con ấp này ha, anh nói anh em nó dằn hực hết chân luôn. Ở trong á, thấy ngoài nó xét vậy đó. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi chào tạm biệt bà con nha bà con. Bà con có làm được một trong ba cái máy này thì alo giùm em nha. Còn con G65 này anh em cần liên hệ giùm em nha. G65. Cái thùng dầu thì nó không còn anh em. Nhưng em còn có thùng dầu cũ nè, không lủng. Nhưng mà có thùng dầu này có G50. Anh em nào nó vừa bát nhưng mà nó hơi nhỏ. Anh em nào có chốt được cái máy này thì alo em giùm em nha. Máy này em bán anh em là 5.5 triệu. Phí ship của máy này là 500 nha anh em. Tặng thùng dầu, em tính anh em 5.9 thôi. 5.9 bao ship. Thiếu thùng dầu. Máy này có bung rồi em nhớ là có không là thay sơ mi nha anh em. Còn máy thì nguyên zin. Lốc thì rất là đẹp nhưng mà bữa hổm nó bị cái giống gì em quên nó kêu rồi. Rồi, thôi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Chào tạm biệt anh em.